Chị đang mở nhạc nha. Oh, hello Tấn Anh. Hello mọi người. Ủa, ai thả tim nhở? Hello anh Nam. Cảm ơn anh Nam. Hello mọi người. Thả tim nhiều quá. Thằng đó bây giờ. Hello Nguyễn Đăng Nhật được chưa? To chưa? Trời ơi, sáng giờ chưa có mở miệng nên là không nói to được. Bây giờ mới nói chuyện đó. Cảm ơn anh Lộc Đức Phan cho tớ order bài Mascara. Đợi đã. Tại mèo mà hack của con bé Chi á. Xinh không? Qua đây cho con này. Hello mọi người. Thật nhớ. Ừ. Thật. Em có bao giờ nói điều gì đâu. Ta yêu nhau đi qua ngàn giông bão. Từ lúc chị cắt tóc mái em chưa xem like của chị không? Tại vì chị không like em. Từ ngày chị cắt tóc mái là chị cũng mất Facebook mà. Là chị mất Facebook rồi đó. Nên là mà từ ngày chị lập Facebook mới á thì không. Mãi hôm qua chị mới tải Facebook về được cái máy chị đang like. Nên là chị mới like á. Đôi mắt cận thị. Mình không hề cận. Ôi hello chị Linh của em. Chị Linh ra Hà Nội chưa? Đi nhuộm tóc đi không? Em vừa nhuộm rồi. Em vừa nhuộm cách đây một tuần. Không, à 2 tuần. Ờ em vừa nhuộm tóc được 2 tuần đó mọi người. Thường thì sẽ tầm khoảng 1 tháng em sẽ nhuộm một lần. Nhưng mà vì bây giờ em nhuộm đen rồi nên là em tầm khoảng 2-3 tháng em sẽ nhuộm lại một lần. Tóc này là tóc đen mọi người ơi. Các em chia sẻ cho chị đi. Chia sẻ làm gì cơ? Hello Hà Tiến, Hà Quốc Tiến. Rất xinh xẻo nè. Em mách xòi lát nữa em tiện lên live stream luôn. Làm sao chị mới lên được. Bao giờ lên ở em dẫn đi chơi Hồ Tây. Ôi chị cắt mái xong khách nổi thật sự. Dạo này chị bị kiểu trẻ trâu hóa em ạ. Để màu đâu lại cho xinh không nhuộm được nữa rồi. Với cả là em có lý do nên là em mới nhuộm tóc đen đó. Tại vì nói chung là nó sẽ hợp đồ hơn. Và thứ hai nữa là vì tóc em là tóc nối nên là nó sẽ có hai phần, là một phần là tóc thật và một phần là tóc nối. Thì nếu mà nhuộm màu chơi màu thì một thời gian, nói chung là chị được đẹp trong khoảng một tuần thôi là sau một tuần thì hai màu tóc nó sẽ kiểu đi, nó sẽ kiểu khác nhau ấy. Vì tóc thật của mình sẽ đổi màu, còn tóc giả thì nó tóc nối thì nó vẫn sẽ giữ màu đó, nên là em không muốn chơi màu là vì thế. Còn trước là em toàn để màu xanh pha một chút khói và một chút nâu kiểu thế. Ra nắng thì có thể là nó sẽ ra màu xám á, màu khói á. Mình có nên block bạn Tuấn Anh không nhở? Rất phiền quá. Thôi block nhá, bye bye. Mình ghét nhất là mấy kiểu comment tự động. Lát nữa ra thì mình sẽ block sau. Hello Văn Quyền. Uni. Thầy từ đi môn qua đó hỏi chứ chị bị cam bắt tội chụp ảnh ở Hồ Tây đấy. Vẫn đang rẻ, bây giờ đi thoải mái chưa? Thoải mái rồi chị ơi. Hôm em ra Hồ Tây cái đợt dịch căng căng á, xong rồi ra ghế đá ngồi ăn uống trà sữa các thứ, xong rồi mấy chú công an lại nhóc. Nhưng mà vì chắc là do mặt em trẻ trâu quá nên là không phải là chú đâu mà là anh ý, đắng tuổi anh thôi. Xong rồi kiểu các cháu đứng dậy đi về đi. Chắc là nghĩ mình là con nít không có tiền thì nó cũng không phạt.
cười. Em cắt mái như thiểu lăng ý. Thực ra thì chị cũng cảm thấy nếu mà chị để mái nó cũng như thế đấy em ạ. Nó chỉ đẹp khi mà lên like và lên hình thôi em. Chứ ở ngoài chị không muốn để mái một tí xíu nào hết. Em để tóc nào cũng xinh mà. Em cũng thấy vậy á. Nhưng mà anh Minh Quang hay Vũ Quang Minh nhở? Anh Minh à? Anh Minh là đợt này vẫn ở nhà đó hả? Anh là gấu bé này. Nhớ rồi. Hello gấu bé. Hello baby, hello rượu nha. Có chị nhớ em chút. Ồ không tương tác đâu kệ. Hello gấu teddy. Chắc là mình cũng không, mình không, có thể là mọi người sẽ tương tác hoặc không tương tác nhưng mà mọi người sẽ không dùng comment tự động ấy, thấy phiền quá, chả để làm gì hết. Mình cũng chả bao giờ tương tác với những comment tự động vì nó là tự động mà, đâu phải người ta tương tác với mình đâu. Mắc gì mình phải tương tác lại. À nhớ chị quá, thôi mọi người cũng vào mồm đi đâu nha. Anh vẫn nhà, ở nhà mà. Ủa nhưng mà anh còn đi học mà đúng không? Em nhớ mong mà. Ồ hát nhà rồi. Mở bài gì bây giờ? Chắc là lát nữa phải đi post status mất ảnh. Rồi chụp ảnh quá. Hôm nay đi mua là chị có chứ em, nhưng mà chị cho like tối. Tối tầm khoảng đợi mọi người ăn uống nghỉ ngơi, ngủ dậy các thứ. Thì bạn chị cũng ở bên nước ngoài đấy, tầm này đang ngủ ấy. Nên là chị phải bao giờ mọi người dậy với cả các thứ xong hết chị mới like. Nhớ chị quá, lâu rồi chị mới like đó. Lâu lắm rồi chị mới like. Vừa mới ngủ dậy xong. Một bài gì là ta? Trên tình bạn và tình yêu. Nhìn mặt vậy, các chú gọi cháu là phải rồi. Ông hề lộn nó, thầy nhìn mặt già, già lắm luôn. Hello Tiên Hoàng. Ồ, dạo này đầu của chị mọc thêm một cái sừng em ạ. Em để chị thành một yêu thức thích rồi đó. Thật không? Lát nữa chị phải đi up ảnh đây này. Up ảnh bây giờ là trách nhiệm rồi mọi người ạ, chứ không phải là đam mê nữa rồi. Bây giờ nếu mà bình thường thì mình không nghĩ đến chuyện up ảnh nữa rồi. Ngày trước thì kiểu một ngày không up ảnh không chịu được ấy. Giờ thì chịu luôn á, lười quá à. Sao hàng xóm mà không gặp Tuyến bao giờ nhỉ? Ủa Duy Trường ở đâu ta? Có phải I love Tuyến. Rồi. Lát mở nha. Để mở cho nghe bài này này. Hello Đình Chiến. Ôi em yêu của tôi. Bao giờ mày qua thăm anh? Hả? Anh sắp đi rồi, em có qua thăm anh nhanh không còn kịp. Nhanh lên. Yêu từ lâu rồi. Lại là thông thói quen của nhau. Yêu anh là yêu với nhau. Ta biết nhau là nghĩ gì. Không cần phải nói xa làm chi. Câu chuyện này vẫn chẳng như vậy đi. Vẫn biết em làm gì. Mình bàn nhau giống như người em. Bao giờ anh đi thì em qua. Ngang ngược. Có qua không? Anh lên làm thịt nướng cho ăn này. Người ta ở trên tình bạn. Ở dưới tình yêu. Má ơi buồn ngủ quá. Còn đây lại đi ngủ tiếp. Sao anh? Anh chip. Làm sao? Ôi dồi ôi cái gì. Ai thả ha ha vào bình luận của Hương nhỉ? Ủa Hương ai mà thả ha ha vào bình luận của em đấy? Đồ ăn không thiếu. Anh nè, anh là một ví dụ em ơi. Không biết mai là sao.
ai biết gì đâu. Này, qua đây. Qua đây anh sẽ make up chụp ảnh cho em. Xong rồi nấu đồ ăn ngon cho em. Em có muốn gì nữa lại còn đó, mày còn được ở bên cạnh anh. Hello, Lolis Nguyễn. Hôm nay live Facebook luôn tại vì á, em vừa mới tải được Facebook trên máy này nên là em mới được live trên này đó, chứ không là cũng không được like đâu. Anh toàn xương thôi, không ăn đâu. Mày có biết là bao nhiêu người thèm mà không được không? Vừa ngủ quá. Ồ, có chị live bên đấy mà. Đây là nhìn, đó, nhìn chị có giống streamer game không? Sập Facebook nữa. Thực ra thì sập Facebook hay không không em không để ý lắm, tại vì em không dùng Facebook theo dạng là để làm gì hết nữa rồi đó. Facebook bây giờ chỉ là nơi để đăng bài, để phục vụ cho công việc thôi. Chứ còn em chả nhắn tin, chả nói chuyện với ai, chả quan trọng, mất cũng được. Mà cái là cái Facebook này mình đợt vừa rồi lập lên là mình cũng mất khá tiền vào cái Facebook này để cho nó được như bây giờ. Nên là đến nỗi mà kiểu bạn bè cũ, cái đợt mà mình mất nick bây giờ các bạn lại thì kiểu ủa tại sao lại bị unfriend, 10 người hỏi thì 10 người hỏi là tại sao lại unfriend, vì người ta cứ nghĩ đây là Facebook cũ luôn đó mọi người. Nhưng mà đây là Facebook mới tinh, mới được hơn 1 tháng, mười mấy ngày nữa mới tròn 2 tháng. Trên live sinh hoạt ảnh, thực ra thì ai cũng bảo thế, kể cả em live ở đâu thì mọi người cũng bảo ủa trên live tại sao lại sinh hơn. Nhưng mà em thấy là ở đâu có thể gọi là trên live sinh hơn đó, tại vì trên live có app mọi người, có app đó. Ở ảnh thì cũng có app nhưng mà thực ra thì khi chụp ảnh ấy, tự nhiên kiểu mặt cứ bị đơ như này này, mặt nó chỉ được một màu thôi. Hello Huỳnh Như, gái xinh hả? Kiểu khi nào chụp ảnh ấy, mặt mình không cười cũng không như nào được, thì kiểu có như này thôi. Đó, chỉ được như vậy thôi đó. Ồ, hello anh sói. Ủa cái gì? Sao? Chơi game không? Mắt ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Ủa bài này là bài gì ta? Quảng cáo à? Sao lại quảng cáo? Mệt ghê. Mấy ác không quảng cáo chị đối với sao? Vì yêu cứ đâm đầu. Ồ thôi được rồi, mở thử bài này. Chào cô chú biển đảo. Thôi đi nha, anh đừng có mà chọc em. Em block em bây giờ. Anh nên nhớ là kể cả bất kỳ ở nơi đâu cũng là sân chơi của em rồi, cũng là đất của em rồi đó. Không like Nemo nữa à? Mọi người ơi, mọi người đừng hỏi câu đấy, nó dư thừa quá mọi người. Em không like Nemo, em sống bằng gì? Tất nhiên là sẽ phải like rồi, nhưng mà chẳng lẽ lúc nào cũng like à? Đúng không? Ủa, thế lúc nào cũng phải cắm ở trên cái phần Nemo à? Hỏi buồn cười đó. Trên fan có ai thấy đâu mà coi được. Trên fan có ai thấy đâu mà coi được. Ủa là sao? Ai thấy thì thấy thôi chứ bây giờ như thế nào ạ? Em thích thì em like thôi. Còn Nemo thì em like thường em like buổi tối hoặc là kiểu hồ đen sốt sáng mà, chứ có mấy khi em like cái giờ này đâu. Mà lâu xích biết là ai đó? Thế đó là nếu mà kiểu bên Nemo qua em chẳng biết ai với ai luôn. Lâu xích biết là ai vậy? Ủa anh lâu thế nên có dùng Nemo vậy? Mà cái cách nói chuyện của em ở bên Facebook với cả bên Nemo là nó khác nhau đó nha. Bên Facebook đúng kiểu ồ anh Zick hả? Ồ hello anh Zick. Kiểu bên Facebook này là em nói chuyện kiểu ngang ngược cực, nhưng mà bên Nemo này thì sẽ kiểu hello anh Zick ở đó. Còn ở đây thì không biết ai với ai hết luôn. Ở đây thì em cứ nghĩ là cho bạn bè thôi. Nhưng
vô là gì có ăn được không? Cái này thì em không biết được ăn được hay không thì cũng phát để em mách nhím hôm qua anh sói để mấy fan bạn nữ nào đấy. Thanh mắt của chị quá, mắt của chị á, tuần này chị đang thiếu ngủ nên là mắt của chị đang xấu lắm em ơi. Xinh quá, cảm ơn em. Cảm ơn Giang. Ủa anh Giang đang ở đâu? Hà Nội hay là ở quê vậy? Chẳng má hôm kiểu thấy comment xong kiểu ủa chắc chắn là mọi người sẽ nghĩ mình unfriend mọi người rồi. Nhưng mà em bị mất nick chứ không phải là em unfriend cả gì nữa đúng không? Duy nhớ rồi. Hello Duy. Cũng vừa mới kết bạn lại. Để mẹ còn nhím nha. Không phải nha, chị cò cáp màn hình rồi. Em đừng có cãi với em. Chị chỉ nhớ em thôi. Đúng rồi, chị chỉ nhớ em thôi. Hello Long Nhật. Hello Cao Ngọc Việt. Tóc dài. Nói chung là tóc dài hay ngắn đó là tùy thuộc vào là độ giàu hay nghèo đó bạn. Không, nhưng mà cái này đó là đúng rồi nha. Kiểu bao giờ nghèo tóc sẽ ngắn ý mọi người. Xong rồi có một chút xíu thì nó sẽ dài hơn một chút. Xong rồi ở đó bao giờ dư dài nó sẽ dài hơn nữa. Tại vì khi nồi tóc thì nó tính theo độ dài với cả theo cân tóc. Hello Ngọc Anh. Ai bảo em thế? Em bảo ngủ với fan á. Em có ảnh đây, anh cãi với em kiểu gì? Em cãi không? Em gửi thẳng cho nhím đó. Cái gì? Nhím nó một Only nhím. Nhưng mà lại để với fan của người khác. Đỏ lò luôn. Wow. Alo nhím ơi. Em gọi nhím luôn. Bây giờ anh thằng có lời nào muốn nói không? Có muốn hối lộ em gì không? Hôm nào em ra Hà Nội em muốn gặp chị yêu. Ok em ơi, chốt đơn luôn. Ra đây chị dẫn đi cà phê cho bạn. Hello Nhữ Thành Đạt nha. Trời ơi gì chứ, cứ nói chung là chị chỉ cần một cái hẹn thôi. Sói không còn tồn tại. Vì ai kia mà bây giờ sói cũng không còn tồn tại luôn cơ mà. Wow. Cảm thấy ai đấy thật là quan trọng. Trời ơi, quá buồn cho nhím. Đã gặp phải sói gian ác. Đúng kiểu sói gian ác rồi đó. Nghèo là bán tóc hả em? Không. Nghèo tóc này làm sao mà bán được mọi người. Nghèo tại sao lại bán tóc? Nghèo là không có tiền nối tóc mới thôi. Nghèo là tháo tóc ra thôi chứ bán là sao được. Nếu mà bán được thì tốt nha, nhưng mà không bán được đâu. Anh Thắng sao? Anh sói có anh gọi anh sói đi. Anh sói còn lời nào muốn nói không? Chẳng giúp tí nào, toàn đốt nhà không ạ? Bây giờ em cũng muốn giúp lắm, nhưng mà người ta như thế thì mình giúp làm sao được không? Người ta cũng phải như nào chứ. Rồi anh sói còn lời nào muốn nói hay còn gì? Tỉnh ngơ chưa? Trời ơi, để Moshi đi mua đồ ăn. Hello, Mai Tiến Dũng. Cho cục than thính mèo cho em rồi đây. Anh mèo em không cần. Anh mèo em không cần. Không cần luôn. Em cho anh rủ dê anh mèo đi luôn á. Anh làm được không? Ê, anh mèo đâu giống đâu, anh mèo đâu giống anh kia đâu. Mở cửa vào đi em. Wow. Ôi nhưng mà em đi chợ rồi á. Tại vì phải đi mua đồ thì
Mèo ngủ rồi. Anh mèo em vừa chửi cho một trận á. Nói đi ngủ không chịu đi ngủ á. Xinh quá. Chẳng biết nói gì chỉ ngồi ngắm. Vậy luôn. Điều gây. Tại sao khi qua thung lũng thì bóng đêm lại ghi vào chân về áo mắt đó không? Mọi câu hỏi. Hello anh Duy. Em tại sao đi qua thung lũng bóng đêm lại ghi vào chân? Mọi người. Đây là ở Facebook. Phải ở Nemo. À hello các anh. Em biết mà, là Nemo có thông báo. Ai bảo em tỉnh thì thằng mèo chẳng cái ai tìm mèo chẳng có ngủ. Cứ bảo là tại vì họ em lại mấy giờ em like em không trả lời nên là không ngủ được. Lý do lý cháu hỏi nhưng mà là chơi game với anh mà. Anh mèo với anh chơi game với nhau. Xong rồi là còn lấy lý do là anh chơi game với anh sói xong rồi chờ em với nhím. Chờ cái mẹ thú ấy. Dán được. Nhưng mà sáng xong chị ăn sao được? Sao không ăn được? Mềm, chị đảm bảo em nó sẽ rất là mềm. Bây giờ nha, em chỉ cần ướp lên, sau em bỏ dầu vào. Sau rồi em ướp với cả riềng, cả xả. Xong rồi bỏ cái gói gia vị ấy vào. Xong rồi em sẽ dán phần chín lên, sẽ bỏ bơ vào. Ngon vãi chở em ơi. Chị đầu suốt mà. Chị chờ hai người tầm nào. Thôi đi, em không tin gì hết. Em không tin lời hai người nói đâu. Hai người lươn lẹo như nhau. Hello Tùng. Chị vừa thấy nó up story màu hồng hồng. Hồng ạ? À? Hồng tí? Rồi, chị đi ghê rồi. Riêng mẻ mắm tôm mà không. Làm thịt nướng. Nhưng mà phải đi mua riềng. Và xả, à xả nhà chị có rồi. Phải đi mua riềng. Xong rồi mua gói ướt thịt là xong rồi đó. Còn nếu mà bình thường là chị sẽ mua rau ăn kèm. Ừ. Sao mày bỏ chai rượu chị đâu ơi? Thịt nướng gì mẹ? Không, thịt nướng em ướp theo công thức Hàn Quốc nhưng mà em sẽ cho riềng với cả cho xả vào cho nó thơm á. Một tí mà. Ôi, mẹ con chi nhà mình nó kiểu mềm. Thiêu quá em ạ. À. Vừa nói xong nó comment luôn này. Em ơi, cả nhà đang chờ em. Moshi đang làm thịt nướng cho chị em mình. Moshi là số 1 nha mọi người. Chưa thấy em nhuộm tóc bao giờ, có nhuộm nhưng mà không up ảnh trên này. Tại vì Facebook này Facebook mới. Tối up cái story tóc tai cho mọi người xem nhá. Mệt quá. À không, lát nữa up luôn. Hẳn là công thức Hàn Quốc. Thì còn nó có cái gói là ướp thịt thịt nướng kiểu Hàn ý. Thì chẳng là công thức Hàn Quốc à. Nhưng mà em chế thêm vào là cho xả và cho riềng vào để nó sẽ rất là thơm. Em thề với anh luôn, anh mua cái gói đấy về xong anh thử làm giống y như em đi xong rồi nhá. Anh không cần phải có bếp nướng đâu. Nhà em cũng có bếp nướng nhưng mà thôi dẹp mẹ đi. Xong rồi mình sẽ cho dầu vào chảo. Xong rồi cho thịt đã ướp vào. Nhưng mà đừng có cho với cái riềng với cái này kia nha. Cái đấy phải cho sau cùng. Xong rồi nó cháy á. Xong rồi chín xong rồi sẽ bỏ bơ vào. Má ngon nhất lách anh. Xong rồi cuốn rau nữa là được. Thế bây giờ mày muốn gì? Ủa mày định rửa hả? Gì? Mày định rửa thì đấy em. Không, chị rửa rồi. Anh thì ưa hương vị Trung Quốc hơn. À, anh sói thích tàu à? Anh sói thích tàu cửa đúng không? Đúng là cái gì nhở? Ở gần biên giới quá. Em nghe nhím mà chơi với anh xong rồi anh sói gian ác sẽ bán nhím sang Trung Quốc mất. Em phải nói với nhím. Cái gì vậy? Ghê quá à. Đầu tóc ngờ quá. Ủa
sao em biết? Em biết chứ, cái gì em chả biết. Đợt anh gặp bà Nhím ạ. Ê, Nhím á, Nhím được giá phết đó anh ạ. Buồn ngủ quá. Em chắc là em nhảy qua đi mua chơi một tiếng sau em off đây. Ừ, tại vì mày quá. Xong rồi nhá, lúc mà chị ngủ dậy chị bảo anh mèo là chết rồi, Mô Si chưa ngủ dậy. Sau anh mèo bảo là được chiều mấy hôm bắt đầu hư, kiểu lười luôn ý. Bao giờ người yêu Lan Nemo thế, bây giờ luôn. Bây giờ qua Nemo ngồi chơi lúc. Qua Nemo không? Chị đang suy nghĩ là nếu mà mày về nhà thì chị sẽ sống làm sao? Sẽ gọi Mô Si của gì Mô Si ơi. Em vẫn không mở mắt ấy, kiểu bây giờ em ngáp ngắn ngáp dài xong rồi mắt em cứ kiểu em bảo ôi mua một cái siêu tốc đi. Dạ. Có một cái bình như này được rồi ấy, xong rồi cứ đun nước ấy, xong rồi để cho mọi người đổ vào thì đỡ tốn tiền mua nước hơn. Không, chị không uống được nước đấy đâu em. Tại sao không uống được nước nước ở máy? Thế thì mình nhỉ, lúc đun lên ấy xong rồi nhúng muối vào thì uống được. Ủa cái gì có? Em ơi, ở đây chị thấy có huy hiệu Phan Cứng này vãi trưởng. Thôi mình tắt like đây, bye bye mọi người.